Nhiều bạn cho rằng là việc luyện tiếng Trung qua phim, qua các kênh báo đài, thời sự hay là HSK là cách luyện hiệu quả nhất. Tuy nhiên nó chỉ đúng trong trường hợp cái level tiếng Trung của bạn đã đạt tới cái mức đó rồi. Còn nếu không thì bạn chỉ là nghe cho có, lãng phí thời gian lắm nha. Việc luyện nghe tiếng Trung hay là bất kỳ một cái ngoại ngữ nào đó phải dựa theo cái level của bạn như thế nào. Mình lựa chọn cái giáo trình, cái file nghe phù hợp nhất đối với bạn. Chứ bạn đừng có nghĩ là mình là người trưởng thành rồi, mình nên lựa chọn mấy cái tài liệu nghe nào đó cao cấp hơn một chút. No nha, như vậy sẽ hại chết bạn đó, làm cho khả năng nghe của bạn không bao giờ tiến bộ được nha. Bạn phải hiểu một điều là cái độ tuổi của bạn có tỷ lệ nghịch với cái level nghe của bạn đó. Ý là cái khả năng nghe của bạn có khả năng chỉ nằm ở mức độ là học sinh tiểu học thôi nha. Cho nên mình nên lựa chọn mấy cái tài liệu nghe nào đó mình nhắm là bản thân mình có thể nghe hiểu được nha. Ví dụ như một số tài liệu nghe trên YouTube đi, New Practice Chinese Reader, thì cái tài liệu nghe này là theo series phim nha. Hoặc là một cái tài liệu khác cũng nằm trên YouTube tên là Fluent You Chinese, thì hai cái tài liệu phim này mình thấy là cái cách dùng từ của họ khá là thông dụng và mình sẽ học được những cấu trúc câu đơn giản nha. Những tình huống câu chuyện trong series phim đó thích hợp những người có level cơ bản, cho nên mình thấy là nếu như ai muốn nâng cao khả năng nghe nên lựa chọn mấy cái cuốn giáo trình như thế này, bởi vì những cái tình huống câu chuyện hay là cách dùng từ trong series phim đó thích hợp những người có level nghe thấp. Và đó cũng là cái bước nền nâng cao khả năng nghe của mình lên nha. Ví dụ mấy câu trong phim là 听说你感冒了，这是好事。 祝贺你啊，你的生日是几月几号？ Đại loại mấy câu như thế này. Cho nên tóm lại mình nên lựa chọn những cái tài liệu nghe đó mình nhắm là khả năng mình nghe hiểu được 80% thì hãy nghe nha. Còn nếu không thì bạn chỉ là đang lãng phí thời gian của bạn mà thôi nha.